Bạch thưa thầy, hôm nay có buổi vấn đạo, xin thầy được trả lời các câu hỏi của tu sĩ. Câu hỏi của Minh Tông. Hỏi kính thưa thầy, người cư sĩ có quyết tâm tu tập đúng theo pháp của Phật đã dạy nhưng đời sống còn tại gia không xuất gia có thể làm chủ sanh, già, bệnh, chết được hay không? Đáp, đạo lộ của Phật đã vạch ra rất rõ ràng, có 3 giai đoạn tu tập. Một giai đoạn tu tập cho người cư sĩ, thọ tam quy ngũ giới, thập thiện, sống và làm việc sống đúng đạo đức nhân quả. Hai giai đoạn chuyển tiếp thọ bát quan trai giới, tu tập tỉnh thức trong việc làm hàng ngày dùng tuệ chi nhân quả nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng để xả tâm. Đó là người cư sĩ tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ để khắc phục tâm tham ưu ở đời và giai đoạn này gọi là chánh niệm tỉnh thức. Sự tu tập này trong những ngày thọ bát quan trai. Ba giai đoạn tu tập của người tu sĩ, ly gia, cắt đái, cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, tu tập tứ niệm xứ, tứ thánh định và tam minh. Với chiếc áo của người cư sĩ tu tập chỉ làm chủ được cuộc sống, sanh chứ không thể làm chủ tự tại sống, chết và chấm dứt luân hồi được. Làm chủ sanh, tức là làm chủ được cuộc sống, làm chủ được cuộc sống, tức là luôn luôn hành động thân, miệng, ý đều thiện không làm khổ mình, khổ người. Người cư sĩ còn sống tại gia tu tập chỉ được tâm hồn thanh thản, an lạc mà thôi không thể đi xa hơn nữa được. Tuy đã xa lìa tham, sân, si, mạn, nghi nhưng chưa đoạn dứt và thất thiết sử còn trói buộc bởi sợi dây đang trói chặt và sai sử chưa bứt ra được, nên khó mà tiến tới giải thoát hoàn toàn, tức là khó tiến vào thiền định sâu màu. Tuy mang hình thức người cư sĩ mà đời sống và tình cảm của người này phải sống y như người tu sĩ xuất gia, tức là sống đúng giới hạnh và giới đức của người ly gia cắt đái. Xa lìa các nghề nghiệp thế gian, không làm việc gì cả, nhờ người thân giúp đỡ ngày một bữa cơm, hàng ngày tinh tấn chuyên cần tu tập 3 giai đoạn rốt ráo của đạo lộ mà Đức Phật đã vạch ra, bát chánh đạo, thì người cư sĩ này sẽ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi như người tu sĩ xuất gia chân chánh. Ngược lại, người tu sĩ vì tỳ kheo mang hình thức tu sĩ sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới tu tập theo pháp môn của ngoại đạo thì chẳng bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Tâm hồn của họ không được giải thoát, tính tình họ còn mang đầy tạp khí tham, sân, si, mạn, nghi chưa sạch. Người tu sĩ này không bằng người cư sĩ tại gia mà biết sống với trí tuệ nhân quả, biết ngăn ác diệt ác như trong kinh tứ chánh cần đã dạy thì tâm hồn họ thanh thản, an lạc, vô sự hơn nhiều. Người tu sĩ tu hành không đúng giáo pháp và giới luật của Phật, đã không được giải thoát mà còn mang nợ của đàn na thí chủ, ngàn kiếp muôn kiếp phải trả nợ áo cơm nhân quả mà chẳng biết chừng nào xong. Các bạn hãy nhìn các ngôi chùa đồ sộ vĩ đại kia, mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ đóng góp, chừng nào các ngôi chùa kiên cố tàn rụi như đống cho tàn thì nợ đàn na thí chủ mới trả xong, nếu nó còn mãi với không gian và thời gian thì nợ kia cũng còn mãi với muôn đời muôn kiếp. Đừng hãnh diện rằng ngôi chùa kiên cố đồ sộ kia là công lao rất lớn của quý thầy, mà là khối nợ vĩ đại của quý thầy đấy. Nó còn là nợ quý thầy còn mãi, nó mất thì nợ quý thầy mới mất. Bởi vậy người tu sĩ biết tu, biết xả theo đúng đạo lộ của đạo Phật thì rất sợ của đàn na thí chủ. Nói như vậy, đạo Phật sẽ không còn có những gì trên thế gian này sao? Đối với đạo Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường nên không lưu lại những hình ảnh vật chất vô thường ấy. Nó làm hao tốn tiền của, mồ hôi nước mắt của loài người. Đạo Phật chỉ lưu lại cho loài người một tâm hồn cao thượng và đẹp đẽ, một đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Trên hành tinh này, nếu người có trí, có mắt thì sẽ nhận xét thấy những gì còn lưu lại gọi là Phật giáo thì không chính đó là của Phật giáo mà là của Bà La Môn giáo. Chính các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, họ cũng đang lầm chính họ. Họ tưởng họ là tu sĩ Phật giáo, nhưng sự thật họ là những tu sĩ Bà La Môn. Người cư sĩ đệ tử của Đức Phật luôn luôn phải sống và làm việc với tinh thần đạo đức nhân quả giải thoát không làm khổ mình, khổ người, thì không cần gì phải có chùa to tháp lớn, phải có cảnh quan đẹp đẽ, u nhàn v.v. Chỉ cần có một nền đạo đức nhân bản nhân quả chân thật của đạo Phật, thì đạo Phật vẫn sáng tỏ như ánh hào quang trên thế gian này mãi mãi muôn đời. Thưa Phật tử, nghe mà nói người cũng đau xót và đau lòng đối với Phật giáo, số họ. Người tu sĩ hiện nay cái nặng nhất ấy là cái 10 giới sa di ấy. Họ còn biển thủ tiền này, còn cất giữ tiền bạc này, thì không bao giờ thấy đạo. Hai là ăn, ăn mà không diệt được ăn thì làm sao diệt được lòng tham muốn này, làm diệt được tham này, mà tham rồi sân
si là bệnh ngủ, nhiều lười biếng, chỉ có thế thôi. Các cái oai nghi tế hạnh của người tu sĩ hiện nay rất khó giữ, là vì nó tiếp xúc với những vật chất thế gian quá nhiều. Đức Phật dạy trong tu viện không có cái bếp, thế nhưng đại bộ phận hiện nay trên thế giới này rất ít có những tăng đoàn đi xin cất thực ở ngoài đường, vì món nọ món kia không thể có được. Đi nghề xin ăn, người ta cho cái gì ăn đấy, đây mình lại phải đổi trác với xin với ý kiến ý còn rồi về trụ xứ nấu cơm ăn. Thế thì còn nói gì giới đó, tu mà ôm chấp cái thất đẹp rồi có toilet khép kín, có điều hòa nhiệt độ, rồi có nước lọc tinh khiết, nước lọc kiềm này, thế thì còn là tu nói gì nữa. Người không biết nhường người già, người trẻ, người gì cư sĩ phải biết nhường người tăng đi. Thế mà bảo con vô nậu mà còn ăn vặt, vô nậu còn cất chữ tiền bạc, vân mô mậu còn có tài khoản riêng. Cái điện thoại ấy mà nạp tiền nhiều vào cũng là coi như có tài khoản ngân hàng này, chứ không phải là này vô nậu gì mà cứ đến Zalo, Facebook chơi rầu rào ấy suốt ấy, mà không đó không có hoàng phát gì cả, toàn lấy những lời nhai lại ba mía của ông thầy tổ mà thôi. Khó vậy tu sĩ thời nay. Họ còn đi em xe máy, ô tô đi để đi tu, thế làm sao mà xả được? Họ sống trong điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình mà thôi. Tu sĩ lười biếng, không chịu nhặt cái cỏ cái rác gì cả, đá xung quanh thất, thế cứ ngồi ăn ôm pháp tu để nghe đủ thứ, thì làm sao mà gọi là tu sĩ được? Vậy nên là họ chỉ là cái đầu trọc, cái áo vuông, nhưng họ sẽ nợ nạp na tín chủ. Nói con vô nậu rồi, vô nậu mà trông mặt mũi sắm xịt sắm đen gì này, thế là sao mà vô nậu được? Hai đấy là tu hành lười biếng sao không vô nậu được, còn ăn vặt làm sao vô được? Đi đổi nước cam lấy nước yến, đổi nước yến này lấy nước hoa quả, món nọ chọn món kia, không biết nhường nhịn cho những người đi trước. Dù người ta có trẻ nhưng nữa, người ta là tỳ kheo, còn mình là cư sĩ hoặc là mình là người mới xuất gia. Khó vậy đấy. Cái oai nghi của người tu sĩ giờ rất khó, không ai là cái người có thể là vượt đi được. Ăn mà không tráng bát thì coi như là mất giới của tỳ kheo rồi. Đi tà mà lại đứng thì coi như là rớt xuống mấy là cũng mất rồi. Uống nước không hai tay, không đôm mình nước lên thì uống một tay là coi mất rồi. Ăn các cái món khác như kẹo bánh ấy, rồi là rau quấn này, chả chấm nước mắm cho lên miệng ăn, cắn nhi con khỉ ăn gừng này thì thôi, còn nói gì nữa, chưa nói đi uống trà cà phê nữa, ăn hai ba bữa vặt. Tu sĩ hiện nay thời này như vậy đấy cô. Thôi mong là họ xả được tâm thì họ đỡ, không có họ nợ thôi. Nên là ngài A Nan có dạy một cái câu chuyện giấc mộng ngài A Nan trong kinh Đại Thừa, quả cũng có mà kinh Nghĩa Ra Nguyên Thủy cũng có. Có một câu một hôm này, ngài A Nan đi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm qua con có giấc mộng. Đức Phật hỏi trở lại A Nan: Này A Nan, A Nan có giấc mộng gì? Dạ thưa thầy, đêm qua con mơ mộng, con thấy đi qua một cái khu rừng rất lớn, thì có một cái hố rất là sâu và rộng. Trên miệng hố thì có để mấy cái gỗ lèo phèo mà có đám áo trắng cứ nhảy nhót trên đấy thôi, mà không thấy họ rớt xuống, mà nhìn xuống dưới thì toàn người tu thôi. Vậy thì nó làm sao? Dạ thưa Phật, Phật trả lời: Này A Nan, những người học pháp ta, những người mặc áo giống ta, những người cạo đầu giống ta, mà ăn cơm của cái đám áo trắng ở trên này, nhưng cái đám áo trắng ấy họ nhảy nhót thưa về mà không rơi xuống hố là vì họ có phước dương rồi, họ làm vất vả vì họ cúng dường cho cái người là phải nợ. Cái người nợ đó chính là mấy ông vị tăng nhà mình. Tôi hiệp pháp ấy mà không làm được ra gì, phải ăn nhờ cậy như vậy thì phải rớt xuống hố thôi. Đợi một ngày nào đó này là làm trâu làm bò để cào cái trả nợ họ, hoặc làm tôi tớ trong gia đình họ, nói là như vậy. Thế là ngài A Nan nghĩ rằng là miếng cơm của bà Na Thí Chủ rất nặng, do đó câu chuyện của trong Đại Tạng Kinh nói rất rõ như vậy, và kinh A La Hán
mà quý vị đã thường nghe mà mấy ai để ý đâu. Cứ nghĩ ta đi phải đòi món nọ đòi món kia, đòi phải phục vụ nọ kia kia là khó, nhìn qua là biết thôi. Đó vậy, là kính cô và mọi người.